第232 thiên. Ngày 232. Có điều màu sắc và kiểu dáng đều rất đẹp đấy. Hãy nghe và nhắc lại. 不过颜色和款式都蛮漂亮的。不过颜色和款式都蛮漂亮的。不过颜色和款式都蛮漂亮的。不过颜色和款式都蛮漂亮的。Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cài đặt, an trang, phiền phức, phiền, má phản, vị của đồ ngọt, thiến phỉn đớ quầy tảo. Nói chung là, tổng chứ, nhớ thông báo cho chị. 记得通知我。Vẫn luôn luyện tập nói tiếng Trung. 一直练习讲中文。一直练习说中文。Khó trách, chẳng trách. 难怪。Chọn chuyên ngành. 选专业. Liên hệ ngay. 马上联系. Tối nay ăn lẩu buffet. 今晚吃自助火锅. Sau đó. 然后. Chắc là có không ít. 应该有不少吧. Tạm biệt chú. 叔叔再见. Nửa tiếng đồng hồ mới tìm thấy. 半个小时才找着. Lâu lắm không ăn lẩu kiểu Trung rồi. 好久没吃中式火锅了。Bộ đồ ăn phong cách Trung Quốc. Trung Quốc phong đờ餐具. Tuyệt đối. 绝对. Tầng trên cùng, ngăn trên cùng. 最上面一层. Mấy hôm trước vào tìm quyển sách. 前几天进去找本书. Đầu tiên. 首先. Thử một chút. 试试. 试一试. 试一下. Nhìn dáng vẻ. 看样子. Chất liệu vải sờ vào. Miền lèo mua chỉ lái. Cái áo này. 这件上衣. Tuy cảm giác hơi dài. 虽然感觉有点长. Kiểu dáng. 化市